Giỡn mặt với mày hả? Phượng Cửu sẽ so tài cùng với Alie và SG1975. Bên đội màu tím gồm có Ngami và Colon. Còn đội màu xanh gồm có Ngũ Độc và Ngami anh em nhé. Đang là những miếng đánh tâm lý mà hai bên đang tạo ra với nhau trong thời gian chuẩn bị. Đẹp chưa anh em? Lôi sát 178, trúng độc 40. Đấy, có này thêm nữa là thành được hơn 110 trúng độc rồi. Chưa kể thêm cái vòng búp của Ngami nữa. Đồ đẹp nhá, kim quang, cụ ảo này. Đây là SG1975, người đang mặc cái áo hiệu rất ngon anh em ơi. 60 phục hồi, 3 cấp. Ngậy nhở, u lung này. Chưa có giày u lung em nhá, server chưa có. Mặc an bang. Alie này. Ngami búp. Còn đây là Ngami kiếm vàng. 37 tốc, 56 sát thương và 3 cấp chiến phái. Kèo đấu 50-50 anh em ạ. Có kỳ hệ nhưng vẫn có yếu tố knock out của đội cửa dưới. Trận đấu bắt đầu. Một bùa, hai bùa. Phượng Kiều mới có một bùa thôi. SG cũng chưa hoàn thành được việc búp bùa của mình. Đủ bùa rồi. Trong song đấu này, Colon sẽ được cộng hưởng rất nhiều đến từ vòng búp của Ngami. Những yếu điểm về sinh lực sẽ được Ngami bù đắp. Và Ngami đang chém rất gần với SG1975. Nó làm cho chúng ta nhớ tới trận đấu cùng với Ngài Cửu Cung. Có lẽ Alie sẽ cần phải giữ chân được, giỡn mặt với mày hả anh em ạ, để cho SG1975 có thể dành tay để đánh vào á cuộc Phượng Cửu. Một bài toán sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng đó là trên lý thuyết, bởi vì áp của chúng ta họ không đứng để cho các cao thủ đánh được, di chuyển liên tục. Và việc auto hoặc cướp vào đối phương cũng là một điều không hề dễ dàng gì. Cảm ơn anh Mạnh Ca nhá. Tuyệt vời, anh Giai cứ đến là có quà thế vậy. Cảm ơn rất là nhiều. Cái này thì em đã uống nước tòe mồm rồi. Trận đấu qua là hơn 1 phút. Vâng, một tình huống giữa mắt với mày Hà đang để cho máu tụt rất sâu, rất sâu. Có nhồi máu không? Vậy là thất bại rồi. Chiến đội của chơi đang tiến vào trong chung kết. Sẽ là một trong những trận chung kết và tranh giải ba rất hay. Và chiến thắng thuộc về đội của SG1975. Sau cái chết của giỡn mặt với mày hả thì nó đã là dấu chấm hết cho đội của Phượng Cửu rồi. Hoàn toàn xứng đáng để chúng ta có một trận chung kết trong mơ anh em ạ. Trận chung kết được diễn ra giữa bang chơi của bang anh em. Trong khi đó trận tranh giải 3 cũng vậy. Quá tuyệt cả là vời anh em ơi. Có thể vòng 1 chúng ta bốc thăm đen, nhưng từ vòng 2 trở đi toàn trận hay thôi. Tuyệt vời.